Đấy, bom. Các bạn thấy nó sang google.com đúng không? Được chưa? Thế vậy tại sao cái JavaScript của mình nó lại điều khiển được cái việc vừa rồi là việc là tính, là tôi có thể tính là điều khiển trình duyệt đúng không? JavaScript thì chỉ cùng lắm là nó tạo ra, nó điều khiển được những cái thành phần nằm trong này thôi. Nhưng ở đây nó điều khiển nguyên cả cái trình duyệt. Lại còn tiếp theo nữa nha các bạn, coi này. Coi này. History.back. Thấy gì? Nó lại trở lại bên kia. Ngay lập tức. Đúng không? Đây, quay trở lại. Xong history.next. History forward chứ quên. Copy này. Back. Xong chưa? Xong history forward luôn. Được chưa? Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể là alert. Cái hàng là một hàm rất quen thuộc. Đúng không? Đây là chúng ta đang điều khiển cái trình duyệt. Thì về cơ bản trong JavaScript chúng ta hoàn toàn có một cái đối tượng, hoàn toàn có một cái đối tượng là đối tượng liên quan đến một thứ gọi là trình duyệt. Đấy chưa? Trình duyệt, nguyên cả cái trình duyệt này nó cũng điều khiển được luôn. Thế nhỉ? Và trình duyệt thì nó có gì? Trong trình duyệt nó có những cái đối tượng như history, giống như vừa rồi các bạn biết đúng không? Rồi thì location, đúng không? Location tức là các bạn vừa có nhìn thấy location href không? Đúng chưa? Những cái dấu chấm đấy là biểu trưng của đối tượng. Location là nó giúp chúng ta chuyển trang, đúng không? Rồi đối tượng Windows, nếu mà đúng, viết đúng ra cái alert phải viết như này, Windows.alert như này mới đúng này. Đấy, đúng chưa? Viết đầy đủ nó phải là như thế. Đúng chưa nhỉ? Thì với bản chất trong trình duyệt, trong JavaScript nó đã có sẵn một cái đối tượng giúp chúng ta điều khiển các cái thành phần ở trong cái trang, ở trong cái trình duyệt của chúng ta rồi. Được chưa nhỉ? Nãy giờ tôi mới kể là window này, mới kể là location này, chúng ta còn có document. DOM là một trong những cái thuộc tính, những cái thành phần nằm trong bom. Được nhỉ? Nó chỉ là một phần thôi. Ngoài ra nữa, chúng ta còn có rất là nhiều tài nguyên ở trên trình duyệt chúng ta có thể khai thác được. Ví dụ các bạn có nghe từ cake bao giờ? Cake, rồi cookie, đúng không? Rồi local storage, session storage. Đấy là về tài nguyên ở trên trình duyệt. Đây, các bạn có thể truy cập vào cái phần application ở trên cái Google Chrome này. Chúng ta nhìn thấy cái chữ local storage đấy không? Cho trang. Session storage cho trang. Cookie cho trang này. Cake storage. Thấy không? Nó có rất là nhiều tài nguyên nó có thể lưu trữ ở trên cái trình duyệt của chúng ta cho từng trang một. Các bạn gõ cho tôi cái từ như này, mở Windows R lên ở trên cái run ấy, Windows cộng với phím R ấy. Thử đi. Sau đó các bạn gõ cho tôi cái từ là phần trăm TMP. Gõ tôi cái từ phần trăm TMP cả. Windows bấm liền phím Windows và phím R. Run nè. Hả? Xong enter. Thấy nó ra cái thư mục template không? TMP đúng không? Biết cái đấy là cái gì không? Biết cái đấy là cái gì không? Thử nghĩ xem. Và các bạn yên tâm, các bạn càng dùng lâu cái đấy nó càng nhiều. Đặc biệt khi các bạn truy cập vào những website lần đầu tiên các bạn cả.
đây là những cái tài nguyên khi mà chỉnh duyệt nó truy cập vào một các ví như là các bạn môi đen hết xóa trắng đấy, xóa cái không được gì đâu, xóa cái không ảnh hưởng đến máy các bạn đâu, môi đen hết xóa trắng đấy, cái nào không xóa được thì skip đấy, tích vào đúng gì chưa, tích vào đấy xong skip. Được chưa? Không xóa đâu. Nó không có xóa đâu. Không xóa thì không bao giờ xóa được hết cả. Được chưa? Sau bây giờ các bạn vào những cái trang web mà các bạn hay vào những phim 14 này, NK này, 24 giờ này, dân trí này. Các bạn không truy vào xong đi. Rồi, tại sao? Rồi, nó quay xong đi. Rồi vào trang khác đi. Rồi, không quá. Rồi, mở cái chữ này. Đó, nhìn thấy gì? Nó lại sinh cái tên con thu mục đúng không? Xong máy này lên lại, thảo vải. Máy đã nước sinh một đồng rồi. Thì nó sẽ sinh thêm này những cái file ở trong này và những cái file các bạn đọc đúng không? Thì đấy nó chính là những cái file tài nguyên lốt sẵn về những cái máy của nó. Là lần sau khi các bạn vào nó sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy là cái tốc độ tải nó nhanh hơn, hiểu chưa? Tốc độ tải nó nhanh hơn bởi vì khi mà nó kiểm tra xem có những cái đường dẫn nó thay đổi không thì nó sẽ lấy những cái file từ trong cái máy của các bạn đã hiển thị ngoài đấy thay cho việc là tải toàn bộ tất cả những từ trên server xuống. Thì ở trong này này, đặc biệt ở trong cái trình duyệt ấy thì bọn tôi hay dùng là cái này. Cookie. Sau này khi học về PHP chúng ta sẽ được sử dụng cookie làm việc. Authenticate đăng nhập ấy. Thì vì sao các bạn để ý nhá, vì sao những cái thằng Facebook, những thằng Google các bạn ấy, các bạn đăng nhập vào một lần các bạn tích là ghi nhớ này, đúng không? Thì lần sau khi các bạn truy cập vào Facebook chẳng hạn thì nó lại không phải các bạn đăng nhập nữa. Vì sao lại thế? Thì nó dựa vào cookie. Được chưa? Ngoài ra, nếu mà sau này khi mà các bạn lên cao hơn làm việc kinh tế nhiều hơn thì các bạn sẽ phải sử dụng cái thằng Local Storage, Session Storage. Đó. Thì cái bây giờ nói thì các bạn cũng sẽ chưa hình dung được đâu. Nhưng mà cái hai cái thằng đấy là hai trong những cái thằng mà chúng ta sẽ được sử dụng nó rất là nhiều sau này. Để lưu trữ dữ liệu dạng có thời gian hoặc là dạng vĩnh viễn. Có những cái dữ liệu á mà chúng tôi khi mà làm dự án chúng tôi lưu ở trên trình duyệt một cách vĩnh viễn cho một trang nào đấy, không bao giờ thay đổi, hoặc là có thay đổi nhưng nó luôn luôn tồn tại trên trình duyệt đó. Thì bản chất là cái thằng bom này nó ôm hết bằng đấy cả, nó lưu được tất cả mọi thứ, truy cập được tất cả mọi thứ đó, nhớ để sau này mà tìm hiểu thêm. Tiếp theo đến cái cách chúng ta quay trở về với cái DOM. DOM mới là mục tiêu chính của chúng ta, cái bom là tôi chỉ nói qua mở rộng thôi. Ví dụ như hôm trước tôi nói đến cái thẻ H2 test something như này đúng không? Bây giờ làm nào để xác định được cái DOM này? Hôm trước chúng ta có những cái cách xác định là document chấm chấm gì? Bỏ qua. Get element by ID đúng không? Chúng ta còn có nhiều loại khác nữa, ví dụ như kiểu là document.get name, tag name NS, tôi chẳng biết cái đấy là cái gì, tôi chẳng không bao giờ. Đúng nhá. Có một rổ element. Có cả class name nữa. Được chưa?
Nhưng mà tất cả những thằng này thì nó khác nhau ở đâu và tại sao sinh ra nhiều thế này? Chúng ta để ý này, get element có nhìn chữ SC không? Có nhìn chữ SC không? Những cái gì có cái chữ SC ấy thì là trả về một gì? Collection tức là một tập hợp, một mảng, được chưa? Nó một mảng. Còn duy nhất có cái thằng element by ID này, nó trả về cái gì đây? Element đơn cho mình, được chưa? Nó chỉ trả về một duy nhất một đối tượng thôi. Còn tất cả các thằng khác thì trả về một tập hợp các đối tượng. Có cũng trả ra một mảng, và không có cũng trả ra một mảng, được chưa? Cái sự khác nhau của nó ở đây. Và như hôm trước chúng ta sử dụng cái việc là S email listener ấy, còn nhớ cái việc add email listener nó chỉ xảy ra cho cái gì, cho cái DOM thôi, được chưa? Nó chỉ xảy ra cho cái DOM thôi, nó không thể xảy ra cho một cái list của DOM được, đúng không? Alo, mau hẹn 16 giờ bây giờ 7 giờ đến nơi rồi không ơi, tôi đang trên lớp rồi, 9 giờ. Cái tên bán là đối diện với trường thương mại nha. Ok. Được chưa? Các bạn không thể nào mà add event listener cho một danh sách được, được chưa? Bởi vì bản chất là cái danh sách nó thuộc loại là primitive, tức là những cái kiểu dữ liệu nguyên thủy, thì chúng ta nó không phải thuộc kiểu DOM, mà cái kiểu add event listener nó chỉ xảy ra cho DOM. Cho nên muốn set cái add event listener cho một danh sách các thẻ thì chúng ta phải void từng cái một, nhá, thế nhá, void từng cái một để thực hiện add event listener. Được chưa nhỉ? Đây nhá, ví dụ như sau. Ở đây tôi có thẻ H2 đúng không? Tôi vẽ ra đây độ khoảng 4-5 cái đấy, đúng chưa? Tôi sẽ gán cái này. Và đây là H2 tag bằng document get element by name. Được chưa? Name ở đây là H2. Sau đó chúng ta tiến hành console log ra cái thẻ là cái H2 tag này. Xem nó ra cái gì nhá. Đây, nó ra một cái gì? Note list. Ủa, có gì sai sai à? Ra note list này. Sao lại lên một không? By tag name. By tag name. Tôi viết nhầm. Đây, HTML collection. Ra 5 cái thẻ H2 đúng không? Bây giờ chúng ta thử nhá. Sau khi sinh rồi chúng ta lấy cái H2 tag chấm add event listener phòng, ở đây là cái sự kiện là click đi. Click đi function. Console.log 1. Ví dụ như này thôi. Được chưa? Như này thì chúng ta rất dễ, kiểu là nếu mà lúc đầu chúng ta chưa quen thì nó rất dễ hiểu là à tôi đã xác định ra một tập hợp các cả hai rồi. Bây giờ tôi muốn set cái sự kiện là click vào cái thẻ H2 bất kỳ cái thẻ nào trong cái mớ kia của tôi thì nó đều thực hiện một hành động, tức là cái function callback phía sau. Được chưa? Nếu mà như vậy thì các bạn nhầm hoàn toàn. Được chưa? Đây. H2.tag.addEventListener is not a function. Được chưa? Thì cái function này nó không hề có ở trong cái thuộc tính của cái đối tượng và mạng. Cho nên các bạn làm này nó báo lỗi ngay tức. Được chưa? Mà nếu các bạn muốn thực hiện cái việc click này, thì cũng có thể là click, nhưng mà chúng ta phải làm là for i bằng H2 tag.len
trừ 1 cái gì gì đấy h2 tag.y, rồi chúng ta mới tiến hành là chấm s event listener như thế này thì mới được. Được chưa? Thấy không? Đây kích này. Thấy không? Thấy chưa? Nó nhảy số đấy. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau giữa cái việc là chúng ta tìm ra chính xác một thẻ và tìm ra một cái HTML collection. Được chưa? Những cái thằng nào có chữ SC là phải nhớ. Xong chưa? Đây là cái thứ nhất và chúng ta cần phải phân biệt hai thằng này. Tất nhiên sau này khi mà chúng ta học về thư viện đặc thù là thằng jQuery thì chúng ta cũng xác định, nhưng mà chúng ta làm nó thuận tiện hơn rất là nhiều lần. Xong chưa? Chết mẹ rồi. Cái gì đấy? Tôi đang làm gì đấy? index.html. Xong chưa? Rồi, đây là cách thứ nhất để xác định các thẻ ở trong xác định các đo. Cách thứ hai này. Hôm trước các bạn nhìn thấy tôi làm cái gì? Còn nhớ nhìn thấy làm gì? Query document.query selector. Đúng nhá? Thì chúng ta cũng có thể chấm query selector. Selector ở đây là thẻ H2. Như này. Đúng nhá, chúng ta console nó ra xem nó là cái gì. Nó ra chính xác một thẻ luôn đó. Và là nó là cái thẻ gì? Thẻ đầu tiên. Nó tìm được thẻ đầu tiên thì nó lấy ra ngoài. Xong chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra được một danh sách nếu thích, bằng cách thêm cái chữ all vào đây. Được chưa? Nó sẽ là query selector all node list. Thấy không? Xong chưa? Bây giờ tôi đố các bạn biết nếu mà tôi viết như thế này nó có chạy được không? Nãy là HTML nhá, nãy lúc nãy là chúng ta cái gì nhỉ? Get element by tag name thì nó là nó trả ra đây này, các bạn có để ý lúc nãy không? Ở đây này. Nó ghi là HTML collection. Đúng không? Còn ở đây bây giờ của chúng ta là node list. Kiểu dữ liệu nó khác nhau đúng không? Tôi chỉ đòi hỏi là các bạn đoán thôi chứ chưa cần biết là đúng sai. Theo các bạn, cái thằng node list này có add event listener được cho chúng nó không? Có gì? Thử cái nhá. Vẫn không. Bởi vì node list hay là HTML collection nó đều là thuộc về dạng gì? Mạng. Được chưa? Mà mạng thì bản chất của nó không thêm sự kiện như này được. Mà chúng ta cuối cùng vẫn phải quy về như thế này. Như nhau cả thôi. Đúng nhá? Như nhau cả mà thôi. Đấy là hai thằng khác nhau. Tất nhiên với cái thằng nếu mà là tôi code JavaScript thần tôi hay sử dụng thằng này hơn. Nhưng bởi vì nó thân quen với tôi hơn, để tôi code CSS thì tôi biết CSS như nào, tôi bê phát vào đây cho nhanh. Đúng không? Dùng một câu lệnh thôi. Nhưng mà có thể làm được xác định được nhiều loại khác nhau, ví dụ có thể xác định được thẻ với ID, với class, với bất kỳ cái gì, với thuộc tính của nó cũng được. Đúng nhá? Xong chưa? Đấy là về cái JavaScript cách xác định đo, chép vào, ghi vào, ngồi ảnh mặt ra đấy mấy nữa lại quên kiểu gì quên thôi xem. Bởi vì chúng ta không có đủ nhiều điều kiện để luyện tập cho nên chúng ta quên là chuyện bình thường.
chỉ cần nhớ tôi cái thằng query selector, query selector on get element by id, thế thôi, không cần nhớ nhiều những thằng khác là gì bởi vì ít khi dùng. Xong chưa? Được chưa? Chúng ta đến loại bài luyện tập nhỏ nhé. Các bạn có bao giờ dùng Gmail không? Dùng làm gì? Một bài toán liên quan đến cái cách bố trí như này. Các bạn nhìn thấy cái này không? Thấy không? Nhìn thấy cái này không? Nhìn thấy không? Bây giờ chúng ta có gì? Chúng ta sẽ làm cho một cái bài toán như sau. Đầu tiên là xây dựng một cái bảng như này. Được chưa? Tức là ở đây chúng ta sẽ để đây là một cái checkbox này. Đầu tiên là một checkbox. Tên, họ, đấy không? Yeah. Các cái thẻ ở dưới nó cũng có một cái checkbox, mỗi dòng là một cái checkbox. A, B, C, X, Y, Z. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ, nếu mà tích vào đây thì tất cả những cái thằng ở dưới này đều được tích, đúng không? Nếu mà ăn tích thằng này, tất cả cái mớ ở phía dưới sẽ được ăn tích, đúng chưa? Đấy là do chúng ta, nếu mà chúng ta chủ động tích lại. Còn nếu mà chúng ta đang tích như này, chúng ta đang tích như này thì tất cả những thằng này được tích, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà chỉ một trong những cái thằng này chúng ta chủ động không tích thì thằng này tự động ăn tích. Đấy là cái hay. Đấy không? Tôi đã chỉ cho các bạn một cái là làm sao để tích được một thẻ input time checkbox thôi. Được chưa? Search nhá. JavaScript make checkbox. Đây là jQuery rồi. Đây. Đây. Document xác định cái DOM này, xong rồi chấm checked bằng chu thì nó check, còn checked bằng phone thì nó không check. Bây giờ tôi sẽ dựng với các bạn một cái bảng. Ví dụ như sau. Table TH, đây là một cái checkbox đi. Input time checkbox. Cái này tôi để cho nó một cái ID bằng parent, đúng không? Xong ở dưới này td là input time checkbox. Có class bằng try td, td bằng Nguyễn Văn A, đúng không? Đây là th name age, tuổi đây là 30, đúng nhá. Chúng ta đắp ticket thằng này lên. Thì bây giờ chúng ta có cái giao diện trông như này, đúng không? Bây giờ yêu cầu là check thằng này, bay
Bài tập thứ nhất là check thằng cha ở trên này, tất cả thằng con được check. Làm luôn, làm luôn, thằng cha được check thì tất cả thằng con được check. Xem 10 phút nó có làm không? Được, nào.
nhà nghe đọc nó quá. Cái gì vậy? Đây là ID được bằng dấu gì? Cái này là không nhìn được nó đặt là cái gì? Nó là toàn. Nếu ID thì tôi chưa chắc là làm cái query selector của mình là lấy hết. Làm bài gửi đâu? Làm ở dưới đi. Mày gửi đến lúc thế cơ à? Bài toán điển hình là bài toán tôi thì cũng mất nửa ngày ngồi đi làm. Đó thì đúng rồi. Cái em đang làm cái gì? ID đúng không? CSS của ID là như nào? Giống gì? Làm sao để xác định một cái thẻ có cái ID bằng x? Đúng giống gì? Sao đúng khỉ? Đúng thắt. Thì ông phải biết đây là giống thắt. Ô hai. Ừ. Đây. Đây là class đúng không? Nên mà nên thì mày biết là nên nó làm cái gì? Nên nó đóng cửa vào vuông không? Nghe thấy chai nó làm xong rồi. Anh Đức, làm đi. Xác định đo xong chấm checker bằng true hoặc bằng false thì là sẽ được check hoặc không được check. Cần bao nhiêu phút? Và đây là gì? Không, là thử thách cần bao nhiêu phút làm phần này. Thế là tiêu chuẩn của cả lớp. Tận 15 phút. Hôm nay tôi cho ông được 15 phút. Xem là có làm không? 15 phút nha, bây giờ là 9:15 đi, xong xem là 9:15 đi. Dạ. Đến 7:15, đến 7:30. 7:06 là 7. Nha. Được không? Không lắm. Cần bao phút? Cần bao phút? Đây là không bắt buộc phải làm được chứ không phải là làm được hay không, đấy không có lựa chọn.
Lộng à?
không hiểu để check để cho nó check thằng cha để cho tất cả thằng con được check thôi mà. Phá 3 phút nữa nha. Hậu xong chưa? Dễ không? Ừ, thì tôi mới chỉ cần thế thôi. Không. Làm đi, còn một phút nữa. Ooh.
Rồi, hết giờ rồi. Bao nhiêu người làm xong rồi giơ tay này. 1 2 Bạn ngồi cạnh hậu chưa xong à? 3 Còn 1, 2, 3, 4, 5 đứa còn lại thì tịt à? Tưởng thì nào. Rồi, đây. Đầu tiên chúng ta xác định được cái parent và child đó nhá. Parent là cái thẻ trên cùng, được chưa? Input trên cùng. Còn child là những cái thẻ ở dưới. Làm xong, xác định xong thì cứ phải kiểm tra đã. Console log ra parent. Rồi, ok, đúng nhá. Child. Rồi. Đúng rồi nhá. Bây giờ xác định hết tất cả này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt sự kiện cho parent. Parent chấm add event listener. Đây là click đúng không? Check như nào? Đây bắt sự kiện mà. Đúng chưa? Bắt sự kiện mà. Và bây giờ chúng ta khi mà click thì chúng ta sẽ kiểm tra xem trạng thái của nó đang là cái gì. Đúng không? Chúng ta sẽ console.log ra $this.tracked. Đúng không? Xem nó đang ở trạng thái gì. True phone. Xong chưa? Đây this.tracked là true hoặc phone. Ồ, cái gì đây? Đây, tracked bằng chú nó là thuộc tính mà. Xong chưa? Đây trạng thái này. Thì chúng ta sẽ có gì? Thì chúng ta có gì? If làm gì? For thing thì ở đây là try. Chấm len try ở vị trí thứ y. Chấm tracked bằng zip chấm tracked. Thử nhá. Đúng chưa? Xong chưa? Đây, có thế thôi. Xong một vế. Là khi thằng cha được kích hoặc được tích hoặc không được tích thì cái mớ con sẽ làm sao? Được tích hoặc không được tích theo. Đúng chưa? Được chưa? Rồi bây giờ về thứ hai. Thằng nhà quê. Xong chưa? Quang không chưa? Khánh không chưa? Rồi. Bây giờ đến về thứ hai. Nếu đấy này, nếu chỉ một trong những thằng con này không được tích. Chỉ một trong những thằng con không được tích thì thằng cha cũng không được tích được. Nghĩ tôi giải pháp, nếu chỉ cần một trong những thằng con không được tích, kích vào mà không được tích, thì thằng cha sẽ bỏ tích luôn. Chạy vòng for cũng có thể hay. Giờ làm nào? Đây, tạo sự kiện nào. Nào đọc cho tôi này. For thì for. For e try này. Rồi đây. Thằng try này, một thằng con này. For. Giờ sao? Chấm. Tracker thế hả? À? Sao lại thế? Đúng. Sự kiện cơ mà.
chúng ta JavaScript chỉ chạy được khi có sự kiện nó xảy ra. Ở đây check thì chỉ là trạng thái thôi, nhưng mà nó đâu phải là sự kiện đâu. Một sự kiện già nào đấy diễn ra ở bất kỳ thằng con nào mà làm cho số lượng thằng con được check ít hơn số lượng của thằng con. Được. Được, đấy, xong được. Ai bảo như này không được. Rồi, giờ sao? Đếm cái gì? Ừ. Bằng nghìn. Bằng gì? Thế nha, tạm phải bỏ qua đi. Nếu làm này nó sẽ làm nhanh hơn, nhưng mà thế các bạn sẽ hơi giỏi. Và tricked number bằng. Làm sao để xác định được số lượng các phần tử được check? Cho bò kho chạy. Nếu mà bằng đúng thì cái tricked number nó cộng 1. Sao kinh nhỉ? Sao khổ thế? Gì á? Này có được không? Tìm tất cả các thẻ có class là try và trạng thái checked bằng true. Đúng không? Chấm len. Thử cái nhé. Đúng không? Ập nun. Try check it. Cái này của tôi sai rồi. Chờ chút nha. Query selector on. Không. Là try và không đúng rồi. Chờ chút nha, để xem lại xem cái này là như thế nào. Tôi nhớ là đợt trước tôi lấy được JavaScript này. File on checkbox if class đây an toàn dùng jQuery được không ạ? Hai chấm checkbox. Rồi. Đây. Quên mất là cái hai chấm này là cái trạng thái. Được chưa? Ở đây là tìm tất cả các thẻ có cái class là try với trạng thái là checked thì lấy len ra. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có gì? Parent.checked bằng checked number bằng với gì? Try chấm len. Có được không?
được chưa? Xong hết phim, bộ phim dừng lại ở đấy, hết rồi. Miễn là chúng ta xử lý cho nó hợp lý, đây là tối ưu rồi. Như này là tối ưu rồi, còn nếu mà vào tay các bạn mà các bạn bắt đầu từ đầu chắc là phải mất đến nửa ngày giống tôi ngày xưa hôm nay. Nhà. Đây là cái gì? Đây là phép gì? Phép so sánh. Từ từ đã, đây là phép gì? So sánh thì chẳng ra giá trị cả. True false. Xong nhỉ? Thế thôi. Nốt vào. Không nhỉ? Đó, thì chúng ta phải lựa lựa xem vừa các bạn đấy này, vừa từ những cái sự kiện, vừa từ những cái biến đổi của chúng ta, vừa từ những thuộc tính của đo, thì chúng ta phải xử lý những cái bài toán ở trên cái giao diện của mình làm sao cho nó hợp lý. Được chưa? Cái việc nó không dễ nhé.
Tôi không bao giờ nói là cái chuyện lập trình là chuyện dễ, những cái câu chuyện này nó không dễ, nhưng mà chúng ta phải học hỏi và để trưởng thành nhanh hơn, được chưa? Nhiều khi sau này các bạn chỉ được code JavaScript thuần thôi, không được code thư viện đâu, nên chẳng biết đâu được. Đi. Được chưa nhỉ? Đấy là chúng ta tạm thời xong rồi phần đo. Về những cái bài toán thì chúng ta có một tỷ bài toán khác nhau có thể sử dụng được ở trong này. Được chưa? Ví dụ về nhà tôi sẽ kiểm tra, tôi sẽ yêu cầu các bạn làm cái bài truy cập Caro. Nó cũng là một bài toán rất hay, vừa luyện chúng ta về tư duy, vừa luyện cách xử lý trên thạch, trên đo. Cũng là một cái rất là hay. Rồi. Tiếp tục, chúng ta hôm nay sẽ sang tiếp phần mới. New file. Ví dụ như kiểu là library.html. Được chưa? Rồi, theo các bạn như thế nào gọi là một thư viện? Có những câu lệnh dùng sẵn. À từ từ, từ chưa chuyên sang thư viện được, tí quên. Học hàm đi nhỉ? Hàm rồi và những cái hàm có sẵn nó học đi nhỉ? Ok, tí quên đấy, tí quên mấy cái này. Hả? Hàm là cái gì chắc là bây giờ quên hết rồi. Rồi. Tiếp theo này, ngoài những cái việc xử lý sự kiện, những cái thuộc tính của DOM ra thì chúng ta ở trong JavaScript nó có cung cấp cho chúng ta những cái hàm có sẵn và chúng ta gọi nó bằng một cái tên rất là thân thương, người ta gọi là built-in. Built-in function ở trong JavaScript. Thì với built-in function thì chúng ta có thể xử lý rất là nhiều những cái kiểu dữ liệu, những cái bài toán ở trong đây. Ví dụ như chúng ta code JavaScript đi. Chúng ta sẽ có một cái mảng, ví dụ như cái mảng này, var bằng một cái mảng rỗng, một cái mảng bao gồm 1, 3, 2, 5, 2, 7, 9. Ví dụ như này hả? Nếu mà bây giờ tôi mong muốn một cái việc rất đơn giản, đó là tôi mong muốn sắp xếp lại những thứ tự hiển thị ở trong cái mảng này thì làm nào? Viết hàm sắp xếp, viết đi nào. Hả? Từ nhỏ đến lớn. Lại là một cái là mắc, lại một cái là bin. Sai. Hai vòng for. Rồi Trang đọc đi. For i bằng gì? I nhỏ hơn arr.len. Rồi. For tiếp. G. Xong sao? G bằng gì? I cộng 1. I vẫn nhỏ hơn G, vẫn nhỏ hơn arr.len. Rồi, sao nữa? If. Ừ. Thì đổi chỗ đi, đổi đi. Hết chưa? Này đúng không? Chắc chưa? Rồi, chạy thử.
Nhìn gì thôi? Sao lại như này? Nhìn thấy hai mảng nó giống nhau. Mảng ban đầu tôi không như thế đúng không? Tại sao lại như này? Hãy viết, viết đi. Làm sao để giữ lại cái mảng gốc? Là sao? Cái nào chạy sau? Tôi đang, các bạn để ý này, hai cái mảng output rồi nó đều bằng nhau. Thấy không? Thấy cái mảng output đấy bằng nhau. Thấy không Giang? Ừ, nhưng mà nó khác. Đáng lẽ là cái mảng này chạy trước thì nó phải giống cái mớ này chứ. Đúng không? Giống cái mớ này chứ. Ý nghĩa là như nào? Tại sao lại thế? Lại là một vấn đề nảy sinh. Không phải. Bản chất ở đây là gì? Trong JavaScript, ví dụ trong các ngôn ngữ các bạn từng học, ví dụ như Java này, C này, C Sharp này, đúng không? Thì khi mà các bạn, ví dụ tôi viết như này. Đây tôi không chắc lắm bởi nó lâu lâu tôi không động vào. Ví dụ va a bằng 5 và b bằng a yeah. B bằng a bằng 9 console log b b bây giờ bằng mấy? Đúng mấy? B lại bằng 5. Ừ. Sao? Thế bình thường đúng không? Thế không khác gì đúng không? Thế vậy tại sao ở đây các bạn để ý này? Và sau khi biến đổi một vòng lằng ngoằng. Nó lại như thế này. Bởi vì nếu các bạn gán như thế này thì nó là gán tham số, gán giá trị, được chưa? Còn nếu mà chúng ta gán kiểu như thế này nó sẽ là gán tham trị. Cái này là một cái phạm trù rất là khó hiểu trong JavaScript, và chúng ta cũng nếu mà để làm cái hàm sắp xếp thì chúng ta làm nó rất là mất thời gian. Có nhớ tham trị là cái gì không? Nhớ tham trị là cái gì không Đức? Trang? Giang? Không à? Ô, tham trị nó khác. Ví dụ như sau. Và các bạn về tìm hiểu tôi cách giải quyết nhé. Tôi sẽ giải thích ý nghĩa. Và các bạn về tìm hiểu tôi cách giải quyết cái vấn đề tham trị, tham số ở trong cái tham trị giá trị ở trong cái JavaScript này. Ví dụ chúng ta có một cái biến a, một biến a khi phân quyền khi gán các bạn gán cho nó một giá trị là 5 chẳng hạn như này đúng không? Thì theo những nguyên lý của máy tính thì nó sẽ gán cho cái biến a này với một cái địa chỉ là x, địa chỉ của cái thanh RAM đấy, được chưa? Đây là địa chỉ nhá, địa chỉ ô nhớ. Và đồng thời gán cho cái ô nhớ đấy một giá trị bằng 5. Cái A này chiếu đến địa chỉ X và địa chỉ X này mang giá trị là 5. Xong chưa? Sau đó khi mà chúng ta tạo ra biến B bằng biến A đúng chưa? Thì lúc này B là mới, B là biến mới đúng không? Thì sẽ được tạo ra ở ô nhớ thứ Y và gán cho cái thằng này. Biến y này chiếu vào cái ô nhớ thứ y này, có vị trí là y này, và gán cho cái biến y này cái giá trị của thằng a hiện tại đang bằng 5, thì gán lại đây bằng 5.
đây là gắn, gắn gì? Giá trị. Được chưa? Nhưng trong JavaScript nó có một vài trường hợp rất đặc biệt như sau. Ví dụ như ở đây. Được chưa? Thì nó sẽ làm cái việc này. Khi tạo biến B ra và B được gắn bằng A, thì B không tạo mới ra một ô nhớ nữa, mà ô chỉ thẳng vào cái vị trí mà thằng A đang được trỏ đến. Được chưa? Sau đó khi B hoặc A được thay đổi giá trị bằng 9, thì đến lúc này cái ô nhớ này mang giá trị bằng 9, và chúng ta hiển thị cái B này ra thì nó sẽ có giá trị bằng giá trị mới của thằng A. Được chưa? Đây gọi là cách gắn tham trị. Còn gắn tham số thì nó thường xuyên phổ biến rồi. Được chưa? Bây giờ các bạn thử tìm hiểu phần này nhá, và tự giải quyết. Thế vậy thì chứng tỏ ở đây một điều là cái hàng sắp xếp của trang, cái đoạn code sắp xếp này vẫn đúng, tuy nhiên không giữ lại được cái giá trị cũ mà này, đúng không? Thế vậy thì làm sao để sắp xếp mà vẫn giữ được cái giá trị ban đầu? Ở trong JavaScript, thôi xong rồi, để lên rồi. Trong JavaScript chúng ta có sẵn hàm sắp xếp, ví dụ như sau: và sorted bằng arr.sort. Sau đó chúng ta console log ra cái sorted. Thử xem có được không nhá. À, đây là console log ra cái arr trước ạ. Vâng. Học dốt tiếng Anh nó vừa phải chứ. Sao? Có thấy hai thằng này nó khác nhau chưa? Đây này. 3 2 2 2 5 3 2 5 7 7. Khác nhau chưa? Đó, có thế thôi. Xong rồi đấy. Tôi đang bắt công đi tìm hiểu, cũng lại hỏi đến tối. Bởi vì không, cái phần này nó hiện tại nó không phải là cái phần chúng ta đang cần nói đến, cho nên sẽ không mất thời gian với nó nữa. Được chưa? Đây từ bé đến lớn. Còn từ lớn đến bé thì thích từ lớn đến bé thì tôi không nhớ cái tên revert gì gì ấy. JavaScript revert array. Đây, đây là một cách. Revert là đảo ngược. Được chưa? Đây là một cách. Đây, cách này là cách ngu. Cách khá ngu. Nhưng mà tôi giới thiệu qua. Đúng không? Hoặc chúng ta có những cái hàm sắp xếp riêng biệt. Nó có hàm sort và hàm quái gì ấy. Chờ tí nhá, tôi đi tìm nhá. R sort và cái gì gì nó có đấy, nó có cái tôi không quen sớt tiếng Việt. JavaScript sort from Twitter. To hơn. To smaller.
Tôi nhớ là nó có. Nó có đấy. Revert. Không, thôi nó chỉ có revert thôi. Nó chỉ có revert thôi. Là đảo lại. Không có. Có cái hàm sort. Được chưa? Có cái hàm sort và revert. Thế vậy thì chúng ta đào đâu những cái thằng này và tại sao tôi biết? Chẳng còn cách nào khác, đọc thì biết thôi. Bởi vì chúng ta đến cái khái niệm là built-in function. Function là hàm rồi đúng không? Built-in là build là gì? Xây. Dựng. Được chưa? In là gì? Trong. Thì những cái hàm built-in function, ý nghĩa của nó là những cái hàm có sẵn và được cung cấp bởi JavaScript. Và tất cả các ngôn ngữ, trừ những ngôn ngữ như kiểu dạng là HTML, CSS ra nhé, thì tất cả các ngôn ngữ về code logic ấy, thì nó đều có những hàm built-in này. C kiểu gì có. Chắc chắn có. Nó chính là những cái API. Nếu tùy từng ngôn ngữ sẽ gọi là API hoặc là built-in function. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái built-in function ở trong array. Các bạn có thể search là JavaScript array method. Array method. Array referent, xin lỗi. Array referent. Đây, trong này có hết này. Hàm đầu tiên là hàm concat. Các bạn sẽ lại chia người tìm hiểu thôi nhá. Đọc qua thôi chứ không cần phải quá sâu về cái này đâu. Thứ nhất là hàm concat này. Concat. Là con mèo ấy. Được chưa? File. Đức tìm hiểu tôi concat này. Filter này, file này. Được chưa? Đi vào. Concat, filter, file. Trang tìm hiểu tôi về for each. Được chưa? Index of. Hàm index of là một hàm rất quan trọng. Index of. Rồi. Và last index of. Gì? Đọc thử nhá, xem như nào đúng nhá. Join. Ai đọc sai? Được chưa? Rồi. Tiếp này, Giang. Là map. Hàm map. Hàm pop. Hàm push. Được chưa? Revert thì dễ rồi nhá. Hàm ship. Pop, push, ship và unship. Được chưa? Không nhá. Đi chưa? Rồi ok. Quang sẽ làm slide. Slide. Hàm superlize. Được chưa? Và thêm một hàm nữa ở string. String thì có hàm lại concat. Được chưa? Ba hàm. Khánh lại index of, last index of. Được chưa Khánh? Hàm replace. Được chưa? Bạn ngồi dưới tên là gì nhỉ? Thắng thì hàm match, repeat và search.
Được chưa? À, hậu Spalit. Spalit nha. Substring. Sub str ấy. To lower case, to upper case. Rồi. Còn bạn cuối cùng là bạn Trang à? À bạn gì? Thủy. Chim. Thủy thì chỉ còn mỗi chim thôi. Được chưa? Và tìm hiểu cùng với hậu luôn. Tức là hai bạn thì có 5 cái. Muốn chia nhau như nào chia. Cho các bạn thời gian từ giờ cho đến 8 giờ 16 trình bày. Nên những cái hàm có sẵn thì chúng ta nhớ nó có cái tác dụng gì để chúng ta sau này chúng ta đem ra sử dụng thôi, chứ cũng không cần thiết là phải nhớ hết cú pháp nó làm gì cả. Thế là GS này phải qua ngày mai, ngày thứ tư về. Nếu có thời gian các bạn tìm hiểu trước cho tôi những cái thư viện này nhá, những cái tên sau cần phải lưu ý này. Zigori là một này, Lodas là hai, Moment GF là ba. Bootstrap là 4 này. Đấy, 4 này. Nó chỉ là một thư viện có sẵn. Nó tạo ra những cái class có sẵn cho mình. Mình bê cho mình dùng thôi.
Như vậy. Mới đầu vào thực tập thì bạn ra trường không? Bao nhiêu tiền để hỗ trợ nó? Bét bét thì phải 1 đến 2 tiếng.
Câu hỏi cũng rất là lặng nhắc nhá. Một ngày tôi đi là vứt đi 200.000 vào cái việc đào tạo, đúng không? Làm gì có làm được cái gì? Bởi vì ông đang phải người ta phải hot ship lại mà, cho nên là cái công việc, cái thành quả của ông bằng không, người ta bị lỗ. Thì nhân viên mình phải học như thế được ba năm, người ta chỉ sửa nhẹ, không có sửa nhẹ. Sửa nhẹ nhưng mà thì công ty của ta mới vào sửa nhẹ, sửa hết. Hiểu chưa? Thế cho nên là đừng nghĩ là công ty nó không có gì. Thứ nhất là nó mất điện này, nước này, đúng không? Chỗ này, chỗ này, mặt nó không có hết này. Không, ngồi lại còn phải mất thêm cái công training, đúng không? Vừa lên chương trình training này, sau này phải có người training này. Đó, chi phí để đào tạo ra một nhân sự nó không rẻ đâu. Mà chưa biết là có làm được cho mình công này đào tạo xong đi mẹ mất. Chỉ có chỗ nào xuất có chứ, thường nó thường là ký 1 đến 2 năm. Nếu trong trường hợp nó không đuổi nó sẽ nhận bạn vào và nó trả lương của bạn luôn. Nhưng nếu mà nó nếu pass qua cái quá trình học việc đấy thì bạn phải họ bắt chắc chắn ở lại công ty trong vòng 1 đến 2 năm. Nhưng mà nếu mà nó đuổi mình thì nó đuổi mình thôi, nó cũng đánh giá mình không hợp đồng đấy, nó là người có tài. Làm gì có cái chuyện nó phải trả được cái gì nữa. Nó bỏ công sức tư rồi. Nếu như theo bình thường, như hợp đồng bình thường thì cần một lao động. Nhưng mà muốn ví dụ như tôi, như hợp đồng một bên nào đấy, tôi làm nó, nếu mà họ đuổi tôi rồi này. Tức là tôi qua thời gian thử việc rồi nhé. Mà họ muốn đuổi tôi rồi, ví dụ lý do. Bởi đấy là lý do, bởi vì do công ty, chứ không phải do tôi, đúng không? Thì họ sẽ phải đền bù tôi 1 tháng luôn. 1 tháng nữa. Thế thôi, nhiều ở đâu được nhiều. Em tưởng là em vừa đến tất cả chỗ còn lại. Nhiên kiểu mình ký hợp đồng 2 năm nhưng mà mình làm 1 năm. Công ty không năm. Phải nghĩ, có phải nghĩ nó không phải là mỏ vàng đâu. Đào vừa rồi chứ. Kiểu như là thật là chứ. Không biết là người mà thằng cần công ty mà chỉ cần tin công ty không cần mình đâu. Nên cho nên nó chẳng có điều kiện, cả chẳng có cái gì ra điều kiện với công ty cả. Cá ra thì chắc chắn là phải ra, chứ phải nguồn ra hay sự. Ra phải đến công rồi không? Trong trường ra xong chưa? Xong chưa? Gần xong. Cứ học tốt thì không thiếu việc đâu. Qua là do khả năng của mình đi đâu. Việc không bao giờ thiếu. Nhiều lần nhà em cũng đi làm rồi. Bảo vệ là không đi thôi. Đỗ kiếm lợi. Kiếm lý tì học chính. Sự là bảo vệ. Hoa ngon. Đúng chuyên ngành. Thế ít sửa camera. Không nghĩ là cái đấy nó lên level khác rồi. Cao hơn rồi. Chạy đường nữa. Thank you.
InnoTech nó còn một cái giá trị khác vào dòng. InnoTech còn hai cái giá trị ở trên này, chúng ta chuyển xuống vào dòng. Chỉ công bạc cố gắng cảm thích. Xong rồi đã thấy cái xong chưa? Rồi. Đã bắt đầu nào. Hình như nó xong hơi sớm so với dự kiến đúng không? Rồi. Đức làm gì nhỉ? Con két. Nối nhiều mảng thành một mảng mới. Có gì đặc biệt? Đây nhá. Coi này. Cái ý tôi nói không phải là ở cái chỗ đấy. Bởi vì các bạn tìm hiểu nó rất là nông. Đây này, nhìn này. Tôi tạm thời comment này vào nhá. Nào, tập trung vào đây. Nhìn này. Nhìn này. Được chưa? Được chưa? Rồi nha, chạy. Thấy gì? Cái này nó hơi bị ngược so với cách tư duy của chúng ta đây nhá. Hai con số lốp ở đầu là đều hiển thị cái thằng này đúng không? Đúng chưa? Đây là cái thằng này, cái thằng hedge này sau khi biến đổi, sau khi thực hiện con két. Được chưa? Nhưng mà thực sự ra thằng này nó không bị thay đổi gì cả. Mà cái thằng được mệt đấy, hai cái mảng được mệt với nhau á, thì nó chúng ta phải hứng nó ra một cái mảng, hứng nó ra một cái biến khác. Được chưa? Tức là sao? Tức là những cái hàm như thế này, hàm con két này là một hàm có return. Hiểu không? Hàm này là một cái hàm có liên tơn. Và khi chúng ta thực hiện những cái hàm PV này, chúng ta đều phải gán lại cho nó bằng một cái giá trị, một cái biến khác. Chứ mà bản chất là hai cái này không thể thay đổi cả nhau. Chúng nó vẫn giữ nguyên. Được chưa? Cho nên là cái tôi cảnh báo cái này bởi vì tôi đã bị nhầm rất là nhiều rồi. Ngày xưa tôi từng nhầm rất là nhiều về cái tội là ví dụ như ở trên này. Thấy không? Khi mà sorted array này mà chấm revert thì bản chất là cái sorted array nó không thay đổi gì cả. Được chưa? Thay đổi là thay đổi ở cái giá trị khi mà thực thi xong cái hàm này. Hiểu không? Được chưa nhỉ? Cái hàm này là hàm có trả về dữ liệu. Được chưa nhỉ? Chứ bản chất cái thằng này này là thằng nó không thay đổi gì cả. Nó vẫn là cái giá trị ban đầu. Được chưa? Một cái điều mà các bạn chẳng bao giờ quan điểm giống như lúc ngày xưa. Đó là cái nghiệp. Còn ok, còn két nó là hàm ghép các cái mảng vào nhau. Được chưa? Nếu muốn ghép nhiều mảng thì sao? Đức là chấm con két ra ngoài. Tôi muốn cốt ghép trên một dòng. Ô, tôi đang hỏi ông, không phải hỏi tôi. Đấy, tức là không tìm hiểu. Không có thì mình phải thử chứ. Đấy là cái cậu chết đấy nhá. Hiểu không? Đây lại quay trở lại câu chuyện gặp này. Người ta bảo các bạn kiểu, các bạn đọc tài liệu. Hiểu không? Chứ các bạn phải làm hết. Chứ không phải chỉ có tìm là cái thằng này là hai thằng này đính rồi đính thằng sau đính rồi đính thằng trước. Hết phim. Thế nếu có thằng nhau có thằng thứ ba là sao? Hiểu chưa? Đấy nó mới là cách đọc tài liệu. Mở rộng ra chứ đừng có nhìn thấy những cái gì nó ở sau trước mặt mình. Người ta lấy ví dụ là gì? Ví dụ là cái thứ để cho chúng ta dễ hình dung ra nhất.
nhưng mà nó sẽ rất là hạn chế. Được chưa? Dạ rồi. Nếu mà tôi viết vào đây nữa thì sao? Ví dụ tôi có một cái và test bằng Đức Trang, ví dụ như này chẳng hạn. Tôi muốn em nhét thêm thằng này vào trong này làm nào? Mày thừa dòng này, thừa cốt à? Tại sao không bấm vào đây? Như nào là dài? Như nào là dài? Được, tất nhiên là được. Chẳng nghe bảo không được cả. Tôi chỉ bảo nó có thừa dòng không thôi mà. Không có dòng đấy à? Như nào nữa? Tức là không, không có cái con kết test đấy. Viết ra là này hả? Không, với được bên trong em mở ngoặc ở cái chỗ style kìa. Đâu, như nào? Style, như này. Sao nữa? Đấy, xong em viết ở chỗ đấy là phải. Xong rồi test đấy. Này hả? Ơ, nó có chạy không? Biết, nó thế chắc chạy. Đấy, ừ thì ai bảo nó là gì đâu. Ồ, nhưng mà ông có chắc chắn không? Đấy. Cái tội chết là cái tội ở chỗ đấy. Chúng ta có rất là nhiều cách dùng, hiểu không? Và chúng ta hoàn toàn phải viết thêm những cái mảng tiếp theo vào đây. Và thậm chí nếu thích, chẳng hay bảo gì. Được chưa? Thế thôi. Đấy, tìm hiểu là phải như thế. Xong chưa ra? À, xong xong chưa Đức? Rồi, tiếp tục. Làm gì nữa? Filter. Làm filter dùng để làm gì? Lọc cái gì cơ? Lọc một phần tử ở trong mảng cũ theo một điều kiện như này hả? Ví dụ chúng ta tách một cái hàm ra, check a done, đúng không? Thì ở đây mình sẽ dùng edge.filter gọi đến cái hàm này thì thi. Nhưng mà thế cái S này là cái gì? Nó có truyền gì vào đây đâu? S này là cái gì? Thì một thì nó trả lời. Liên thuyên. Sai nhưng làm sao nữa? À, tiếp theo hôm qua nó là cái gì? Em vừa nói là này, thì cái đấy khi mà nó gọi vào đúng không? Ừ. Chạy cái hàm function kia. Ừ. Thì trong một chạy xong thì... Thế cái S này là cái gì? Thì nó kiểm tra cái S đấy. Cái S này là cái gì? Thì sao em biết được cái S này? À, cái S ở trong cái hàm kia đúng không? Cái này này, nó cái tôi đang bôi đen đây cơ mà. Đây, cái này này. Tham số này là ý nghĩa là gì biết chứ? Ý nghĩa là nó như kiểu là đây nó có truyền cái gì đâu? Tôi đang hỏi cái S là cái gì, tập trung một câu hỏi nhá. Cái biến S này là cái gì? Thâu. Biến S là cái gì? Cái này không phải là cái biến nha. Cái thứ mà viết trong cặp dấu ngoặc tròn ở trong hàm ấy, bao giờ người ta gọi đấy là tham số chứ không phải biến nha. Phần đấy cái ấy tôi mày tôi không bảo. Cái edge truyền vào này này, nó là phần tử
khi mà sử dụng hàm filter thì nó sẽ thực thi một cái hàm ở phía ngoài, được chưa? Nó thực thi cái hàm ở phía ngoài và truyền lần lượt từng phần tử ở trong mạng vào trong cái hàm đấy, và đại diện của cái phần tử đấy chúng ta đặt cho nó một cái biến. Ở đây chúng ta đặt cái là page, được chưa? Tương đương với cái việc khi mà các bạn làm này, tương đương với cái việc là chúng ta sử dụng một vòng for chạy qua từng phần tử một ở trong cái mạng này, hiểu chưa? Xong chưa? Đố các bạn biết cái dữ liệu trả ra là gì đấy? Kết quả cái dữ liệu của cái hàm filter này là cái kiểu dữ liệu trả về của hàm filter. In. Return đi kìa, đúng không? Thường thường một hàm nó sẽ return giá trị, đúng không? Nhưng mà cái giá trị đấy nó phải thuộc cái kiểu dữ liệu nào, chứ có thể là mạng, có thể là number, có thể là string, có thể là boolean, có thể là object, đúng không? Tại sao lại là mạng? Đâu? Ở đâu là tạo một mạng mới? Cái filter đấy. Các mạng cũng là tạo mạng mới. Cái miệng nó sẽ tạo ra một mạng trả về mạng. Hợp lý. Chính xác. Hàm filter là hàm trả về mạng. Ví dụ như sau. Được chưa? Ở đây này, đây nha, tôi lốc cho các bạn coi xem nó là cái gì nhá. Được chưa? Được chưa? Không nhá. Chạy. Không nhá. Chạy bên này. Ủa? Xếp rồi. Xếp rồi. À chưa chạy cái này. Sao? Nó là cái gì? Thứ nhất, chúng ta có hai cái console log đúng không? Một console log là ở trong cái hàm trước nữa đang. Được chưa? Một console log là khi thực hiện xong khi thực hiện xong cái việc của filter thì nó sẽ console log ra. Đúng chưa? Chúng ta nhìn thấy thằng nào chạy trước, thằng nào chạy sau. Thằng chạy trước. Thằng này chạy trước. Đúng không? Thằng ở trên thì chạy trước. Và nó hiển thị ra cái gì đấy? Có phải là các phần tử theo đúng thứ tự từ đầu đến cuối không? Đúng chưa? Đó. Thì cái hàm trước cái này này, ở trong bản thân nó sẽ bị tên true or false. Được chưa? True or false. Ở đây nếu, ở đây logic của nó là gì? Khi thỏa mãn điều kiện nào đấy ở trong này, tức là chúng ta có thể viết rất nhiều code ở trong này. Được chưa? Check cho thoải mái, khi thỏa mãn mà cái kết quả ở trong này, ở trong cái hàm này nó bị tên nó true, thì cái phần tử H và phần tử đang được set sẽ được chuyển sang một hàm mới. Bây giờ chuyển sang cái hàm và chuyển sang cái mạng mà là cái mạng kết quả, được chưa? Còn nếu là phone thì bỏ qua đi, không được có mặt ở trong đấy. Và tất nhiên cái hàm S là cái mạng S này chúng ta vẫn được giữ nguyên, hàm S thì vẫn giữ nguyên nhá, được chưa? Nó sẽ chỉ trả ra một cái mạng, trong đấy chứa tất cả các cái phần tử được trả về là true, được chưa? Hàm filter là một hàm rất hay, giúp chúng ta lọc đủ dữ liệu. Không nhá. Đấy là một cái. Cái thứ hai, đấy là một đấy. Cái này mới hiểu về filter chưa? Đó, tôi đang định nói đến phần đấy. Liệu tôi viết cái này có khác không? Tôi không phải gọi đến hàm check ở đằng, đúng không? Khác ở đâu?
Tôi đang hỏi là kết quả liệu nếu tôi biết ngày kia kết quả có khác không? Có. Thử nhá. Sao? Kết quả như nhau đúng không? Đúng chưa? Chỉ ở đây bản chất là gì? Khi mà người ta viết cho cái bảng duy tư, người ta viết cho cái hàm filter thì người ta, nếu đúng ra là người ta viết như thế này, đúng ra là người ta viết như thế này, tức là trong con bánh, được chưa? Nhưng mà khi mà chúng ta tách ra thì chúng ta chỉ cần viết thẳng tên trong đây thôi, được chưa? Bởi vì cái hàm này mặc định truyền vào trong cái hàm callback này duy nhất một giá trị. Giá trị đấy nó chính là cái phần tử đang được xét chạy lần lượt. Cho nên là không cần thiết phải truyền thêm cái hàm số vào trong cái đoạn võ. Được chưa? Sau này khi các bạn lên cao hơn, các bạn học về S6 ấy, tức là ECMAScript version 6 ra đời năm 2015 ấy, nó có cái loại hàm trông như này này. Đấy, như này này, đấy. Hàm như này này, đấy. Đây là biết tương đương với việc tạo ra một hàm này. Tức thế rồi. Đây là cái hàm này. Cái này, cái khái niệm này người ta gọi là arrow function. Arrow là mũi tên. Đây, mũi tên này. Đây, function này. Được chưa? Arrow function. Những cái hàm vô danh thì nó biết hết như này. Và những cái tham số. Tham số thì truyền vào đây A.B.C. Đã viết hết trong này này. Nhanh không? Viết này sướng lắm. Thì nhá, trong S6 còn nhiều thứ hay ạ. Clone valid. Ví dụ như lúc nãy chúng ta đang lăn tăn cái vấn đề là hàm trị đúng không? Thay cho cái việc, để giải quyết cái việc này, chúng ta dùng rất đơn giản như này. Ví dụ để nó khỏi tính tham trị vậy. Clone ra. Bây giờ, đây là ký tự clone này, 3 chấm. Bây giờ, xong hàm filter nhá. Tiếp hàm gì Đức? Hàm file. Đây đúng không? Rồi, hàm này có gì khác? Rồi, xong hết phim. Hiểu không? Hiểu. Kinh nhỉ? Thông minh thế. Hàm file nó đơn giản hơn rất là nhiều so với cái hàm filter kia. Hàm filter kia nó trả ra một mảng, các phần tử thỏa mãn, được chưa? Còn hàm file này nó trả ra phần tử đầu tiên thỏa mãn. Hết phim. Được chưa? Còn hàm nào? Rồi, xong. Xong phần của Đức. Đến Trang đúng không? Trang là hàm gì? Hả? For each. Rồi. Hàm này sao? Hàm này là thực hiện cái hàm đấy. Cái gì vậy? Vừa phải chứ chắc. Rồi. Cái gì? Thì em xem kết quả là gì? Thế có khác gì so với
filter. Đấy, nó trả lời. Không ăn gì. Bây giờ nó làm cái hai hàng là còn quái. Thấy khác gì không? Hàng này khác gì với hàng Peter? Đây nha, tôi giải thích này. Khi bắt từng cho ý nha, khi bắt từng được click, đúng chưa? Đúng chưa? Thì cái number này là một cái mảng, đúng chưa? Nó thực hiện là for x chấm for x, đúng chưa? Và nó sẽ chạy vào trong cái hàm mang phân xử. Ok chưa? Đúng chưa? Nó chạy vào trong cái hàm mang phân xử. Đúng chưa? Hàm mang phân xử đây. Nó nhận hai tham số. Index à item và index. Đúng chưa? Item là giá trị của phần tử đã được xét. Index là số. Index số thứ tự của phần tử đã được xét. Và nó chuyển lần lượt từng phần tử một vào. Và chúng ta muốn biến đổi gì thì biến đổi trong này. Không chưa? Hiểu chưa Khánh? Ờ, thế vậy thì nó khác gì so với hàm filter lúc này? Nó chuyển cả hai tham số. Ờ, thứ nhất là nó có hai tham số. Một tham số là giá trị, một tham số là index. Tiếp. Nào Đức, tác giả của filter. Tác gì? Cái này là đâu có filter gì đâu. Chẳng qua nó chỉ quét qua các phần tử nó thích thay đổi thôi. Chứ nó chả phải trả về cái gì đâu. Đúng chưa? Còn thằng kia nó filter một mảng thôi mà. Hiểu chưa sao? Nó khác nhau hoàn toàn mà. Chính khổ. Được chưa? Ghi vào. Xong rồi lại quên. Đặc biệt ở trong cái hàm for x này nó có thể chúng ta lấy được ra cả số index của nó. Lấy ra cả số index. Đố trang biết ở trong này liệu chúng ta có thay đổi được phần tử trong mạng không? Thay đổi giá trị phần tử trong mạng được không? Đó. Tôi thay đổi không mất được cái gì? Đó. Ví dụ nha, chúng ta đang có item, bóng đầu tiên item bằng 4, đúng không? Liệu chúng ta có thể xét lại cái item này bằng 5 được không? Item này tương đương với số 4 này đúng không? Bóng đầu tiên, đúng chưa? Bây giờ liệu tôi gán cho cái item tôi gán lại bằng 5, thì liệu cái mảng của chúng ta có thể thay đổi cái số 4 này thành số 5 không? Sau khi thử nghiệm thôi. Cái gì? Tôi in một cái in số 4 in item bằng 4 thì tôi gán lại nó bằng 5. Thì liệu cái mảng này cái số item cái số 4 này sau khi chạy cái OX xong cái số 4 này có chuyển thành số 5 có hả? Anh chết. Đây. Được chưa? Ô chết rồi. Lại nghỉ ngu rồi. Lỡ tay quen tay. Được chưa? Được chưa? Nhưng bây giờ thử tiếp này. Quên quen tay PP không nhá.
iframe này. Rồi nha, thử nha. Đấy, console log ra cái number đấy. Tại sao nó thay đổi được? Ý kiểu gì vậy? Đây là tham số nhá, đây là tham số truyền vào thì cái tham số nó chỉ có tác dụng ở trong cái hàm này thôi. Chứ làm sao nó bê ra ngoài được? Mà muốn thay đổi thì chúng ta phải làm như này này. Ngáo cần cái nữa, im mồm. Nói linh tinh. Như này này. Thấy không? Thành hết năm này. Đấy. Ví dụ mình ghi là number index 0 hoặc 5 nó có thay mỗi năm là nó vẫn thay hết năm. Cái gì? Kiểu mình ghi là number index 0. Ừ. Thì nó thay mỗi cái 0 hoặc 5 là vẫn thay không thay hết năm hoặc là không thay. Động não đi. Hỏi câu đấy cũng hỏi được cái hả? Quá. Nếu mà thay number đóng ở ngoặc 0 thì nó gán lại phần tử thứ bao nhiêu bằng 5? Phần tử đầu tiên đúng không? Chạy qua bao nhiêu vòng nó cứ gán đi gán lại cái phần tử đầu tiên bằng 5 thì làm sao những cái phần tử sau nó thay đổi được? Hiểu vấn đề không? Vòng đầu tiên nhá. Vòng đầu tiên index bằng 0 này, index bằng 0 này đúng không? Được chưa? Number đóng ở ngoặc 0 bằng 5. Thì phần tử hiện tại là số 4 được thay thế bằng số 0 hoặc bằng số 5 đúng không? Đúng chưa? Vòng thứ hai là số 9. Đúng không? À. Em không phải cái đấy. Ừ, đấy ý em là như nào? Là cái index cái ngược của thầy. Ừ. Bên trong cái ngoặc đấy mình lại mở cái ngoặc nữa ra. Mình ghi cái số 0 vào đấy thì có được không? Được. Ở trong này hay ở ngoài này? Đấy đấy, trong đấy, trong đấy thì không được. Trong đấy không được. Ừ. Trong đấy thì không được. Thế thì mình cầm cái index vào xong mình mở cái ra không gọi nào được. Được. Đấy là gán giá trị. Này tương đương với em gán giá trị rồi còn gì? Đúng chưa? Làm sao mà được? Ờ thì mảng hai chiều thôi, đơn giản thành mảng hai chiều thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Được chưa? Thấy gì ở đây? Nó thay đổi từng phần tử một. Đúng không? Biết vì sao nó thay đổi từng phần tử một không? Mỗi lần chạy vào thì index nó tăng đều tăng lên. Và mỗi lần thay đổi thì mình đều có số log. Đúng chưa? Rồi. Còn ai thắc mắc gì về với cái hàm for x nhỉ? Không. Hậu thủy. Hả? Ừ. Hai đứa thủy lợi đúng nhỉ? Đúng không? Sao thủy lợi lần này ít nước thế? Rồi tiếp. Đến hàm gì? Index of. Rồi cái hàm này cực kỳ quan trọng luôn. Trả về vị trí của cái phần tử đang xét ở trong mạng. Ờ. Rồi sao? Dùng lấy cái này để làm gì? Ôi giời ơi. Để tìm vị trí của nó. Ờ đúng. Rất dễ đúng không? Nó chẳng có cái biến đổi nào cả. Chỉ có mỗi thế. Thế nếu nó không tìm thấy thì sao? Chém. Đấy, đọc không đến đầu, không đến đũa, nó khổ thế.
Nếu không tìm thấy trong mảng là làm sao chả? Nhanh lên. Đây có cái gậy đây rồi. Tí nằm ngửa ở đây quật. À nằm sấp. Thấy thằng Đức là hai cái đúng không? Ờ, rồi. Trả về chữ 1. Rồi. Thế mà hàm này chúng ta có rất là nhiều cái tác dụng. Ở đây tôi chỉ nói về tác dụng thôi. Thứ nhất về ý nghĩa thì cái hàm này nó sẽ giúp chúng ta tìm một phần tử có trong mảng hay không. Được chưa? Nếu mà tìm thấy nó trả số index. Nếu không tìm thấy nó sẽ trả ra chữ 1. Được chưa? Thế vậy cái ứng dụng của cái này làm gì? Với tôi hay dùng cái hàm này nhất để kiểm tra một phần tử có trong mảng hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu nó có trong mảng rồi thì tôi nhiều khi tôi phải xóa phần tử ở trong mảng. Thì tôi dựa vào số index để xóa đi. Được chưa? Đấy, đấy là hai cái tác dụng lớn của cái index of này. Dễ mà. Và tiện đây nhắc một cái là xóa một phần tử ở trong mảng ấy, thì nó sẽ liên quan đến hai hàm mà tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện đến. Nhưng mà chắc chúng ta không có đủ thời gian để cái đấy để xong buổi sau. Nhưng mà tiện đây tranh thủ một ít thời gian để giải thích luôn một đoạn nữa. Đó là để bê một phần tử ra ngoài khỏi mảng nhé. Thì chúng ta có hai hàm chính. Hàm 1 là hàm push và hàm unship. Unship, ship chứ nhỉ? Pop là lấy phần tử ra ngoài, phần cuối cùng ra ngoài. Còn unship là lấy phần tử đầu tiên ra ngoài. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tí hôm sau check lại sau. Nhưng mà cái này nó chỉ liên quan đến phần tử đầu và phần tử cuối. Thế nếu mình muốn xóa một phần tử ở giữa thì sao? Chúng ta sẽ có một hàm tên là delete. Delete. Được chưa? Delete một phần tử. Nhưng mà khi delete ở giữa chừng như vậy thì chúng ta sẽ có vấn đề rất là lớn. Ví dụ như sau. Sao mày biết? Thế là có. Đúng rồi. Thế thì tôi đỡ phải nhắc lại nữa. Thì bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số chỉ số index nó không được liền nhau. Vì như vậy chúng ta không dùng được cái vòng for thì nó rất là dở. Nhưng mà đố các bạn biết nhá. Ví dụ như này. Được chưa? Như này nhá. Xong tôi sử dụng là delete. Delete. Wow, cái gì đấy? Thôi rồi, tôi dùng spy đi. À không, delete cơ. Delete được. Delete. Delete ARR ở phần tử số 2. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có console log hai thằng này ra. Thấy không? Một thằng số 4 này nó bị bay mất đi đúng không? Đây. Nó không còn 1, 2, mất 2 đúng không? Tôi đố các bạn biết bây giờ có dùng for y cộng cộng được không? Hiển thị thôi, chỉ đơn giản là hiển thị thôi. Dùng for y cộng cộng có được không? Thử nhá. Dùng được đấy. Dùng được đấy.
đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta biến đổi cái gì đấy ở đây với cái y cộng cộng này thì nó sẽ gây ra lỗi. Thường thường nó sẽ gây ra lỗi. Và ví dụ như chúng ta nhân chia chẳng hạn thì undefined không nhân không chia được, sẽ bị lỗi ngay. Đúng nhá. Thế cho nên là chúng ta khi mà làm với mảng ấy, thì chúng ta nên để cho cái số index này nó liền nhau. Nhưng bây giờ tôi đố thêm các bạn một cái mở rộng nữa nhá. Dùng for x có được không? Cái mảng này tôi đang dùng for y cộng cộng này, bây giờ tôi chuyển sang dùng for x có được không? Nghe được không? Nó có bị null không? Nãy chúng ta nhìn thấy nó bị một cái là undefined đúng không? Đố các bạn biết bây giờ nó có bị undefined không? Bao giờ bị luôn. Được chưa? Nó sẽ không bao giờ bị undefined luôn. Bởi vì thằng for x này chẳng qua nó chỉ là quét qua những cái thằng có, cái phần element có thôi. Mà nó trả về số index thôi. Được chưa? Đấy là sự khác nhau giữa hai thằng for và thằng for x. Nên chúng ta cần phải lưu ý. Được chưa? Rồi, ok. Hôm nay dừng ở đây thôi. Về nhà các bạn đọc lại cho tôi một lượt về những cái hàm built-in nhá. Và đọc qua những cái này. Được chưa? Buổi sau chúng ta sẽ học focus vào những cái này rất là nhiều. Xong chưa? Rồi, vậy thôi. Lớp mình nghỉ.